Sang câu hỏi của Phật tử khác. Câu hỏi thứ hai của ngày hôm nay. Có một Phật tử hỏi rằng nhà con niệm Phật và tụng kinh Địa Tạng nhưng không có bát hương thờ Phật, chỉ có bát hương thổ công và bát hương thờ cô cùng chung một ban, thì có bị sai không? Con xin thầy hoan hỷ cho con biết có bị sai không? Phật tử nói là ở nhà có đọc tụng kinh Địa Tạng nhưng mà nhà thì không có bát hương thờ Phật, tức là không có ban thờ Phật và cũng không có bát hương thờ Phật, chỉ có bát hương thổ công và bát hương cô thôi, bát hương cô. Ở đây không thể nói bát hương gia tiên mà nói có bát hương cô cùng thờ chung một ban, thờ như vậy, tụng kinh như vậy có sai không? Không, khẳng định là không, cũng không sao. Nếu hội đủ duyên lành thì mình có cái ban thờ Phật ở tại gia, đi ra đi vào, mỗi khi lên tụng kinh niệm Phật mình chiêm ngưỡng thấy hình tượng hoặc là tranh ảnh của Phật, của Bồ Tát, để khởi cái tâm cung kính là quý nhất. Nhưng mà gia đình chúng ta chưa đủ duyên, hoặc là gì? Chồng chưa hoan hỷ, hoặc là bố mẹ chồng chưa hoan hỷ, hoặc là có những gia đình chồng theo Phật, tín Phật nhưng mà vợ không hoan hỷ, hãy có cái trường hợp như vậy. Thì hoặc một lý do đặc biệt nào đó mà gia đình chưa thể bốc bát hương thờ Phật, chưa thể thờ tranh ảnh và tôn tượng của Phật ở tại gia đình của mình được, nhưng mà vẫn muốn đọc kinh, vẫn muốn gieo duyên với Đức Phật, thì mình vẫn có thể đọc kinh ở nhà được, không sao. Các quý vị chỉ cần là múc lấy ba chén nước, nước trong, nước trắng đó. Múc lấy ba chén nước trắng hàng ngày, mỗi ngày thay lấy ba chén nước hoặc bảy chén nước. Nếu ban thờ nhỏ thì chỉ cần ba chén thôi, ban thờ to, rộng thì có thể bảy chén dâng lên trên ban thờ nhà mình, thắp cho một nén hương vào ban thờ bát hương tổ công là được, cũng không cần phải thắp nhiều lắm, một nén để đại diện cho cũng được, vì bây giờ hương bây giờ nó cũng không được tốt như hương ngày xưa, thắp nhiều thì các nhà khoa học và những vị mà bên nghiên cứu, bên y học, họ cho rằng hương bây giờ mà thắp nhiều, người khói hương nhiều có khi lại bị bệnh ung thư, cho nên chỉ thắp một nén là cũng được. Đó. Còn hoa quả, bánh kẹo, vân vân đó, nếu có thì mình thay cái héo héo thì mình lại thay, hoặc vài ngày mình thay thì càng tốt. Không thì chỉ ba chén nước thôi và đọc kinh Địa Tạng bình thường ở nhà mình không sao cả, rất là tốt. Phật Bồ Tát thì không có bắt mình là phải có ban Phật hay là có bát hương thì các ngài mới chứng, còn không có ban Phật hay không có bát hương thì ngài không chứng. Phật Bồ Tát đối với chúng sinh, tức là đối với chúng ta, đối với các Phật tử, chúng ta như là người mẹ thương con đỏ, thì Phật đâu có cần là phải đòi hỏi chúng ta phải có mâm cao cỗ đầy, phải có tranh ảnh tôn tượng hay là bát hương thờ thì ngài mới chứng đâu. Chỉ cần chúng ta khởi cái tâm thành thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật là ngài đã gì? Ngài đã hoan hỷ rồi, ngài đã chứng minh rồi. Cho nên ở trường hợp này thầy trả lời Phật tử này rằng cứ hoan hỷ mà đọc tụng đi, cái hoan hỷ mà đọc tụng đi. Nhưng mà một ngày nào đó nếu đủ duyên, chồng hoặc là vợ, hoặc là bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ mà hoan hỷ cho thờ Phật ở nhà thì nên cũng nên bốc cái bát hương thờ Phật. Nếu không thờ được tượng thì thờ cái tranh, bức tranh của Phật cũng được. Nếu tu tịnh độ như chúng ta thì có bức tranh Tây Phương Tam Thánh, tức là Đức Phật A Di Đà và Quán Âm Thế Chí Bồ Tát đó. Nếu có duyên tụng kinh Địa Tạng thì một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nữa là được. Đó. Chỉ cần như thế thôi là trọn vẹn cho cái ước nguyện của chúng ta, thì cứ nhất tâm để mà tu. Nhưng quan trọng lúc tụng kinh chúng ta phải nhất tâm để mà để ý vào trong kinh. Tụng kinh xong thì có thể như pháp chúng ta có thể hồi hướng để cầu nguyện, tri ân báo ân ông bà tổ tiên nội ngoại nhiều đời nhiều kiếp, và cầu Phật Bồ Tát, đặc biệt là cầu Bồ Tát gia hộ cho các cụ nội ngoại gia tiên chúng ta nhiều đời nhiều kiếp mà đã quá vãng rồi, thì vị nào được siêu thoát rồi thì được tăng phúc tăng thọ,
Vị nào chưa được siêu thoát thì sớm được siêu thoát khỏi ba đường khổ, sinh cõi trời người hoặc sinh về cõi Phật, hưởng phúc báo, có thọ mạng, có công đức trí tuệ vân vân, và được gặp Phật pháp và được tu tập sớm thành chính đạo. Đó. Còn đối với bản thân gia đình chúng ta có thể cầu cho gì? Gia đình chúng ta được yên vui, mạnh khỏe, hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, học hành tiến bộ vân vân. Còn bản thân mình ấy, thì đừng có cầu nhiều lắm, chỉ cầu về Tây Phương. Xả bỏ báo thân này, nguyện làm sao cho Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng và đặc biệt Đức Phật A Di Đà cùng vô lượng thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc hoan hỷ ở trên hư không, cỡi trên đài sen báu, phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức của mình đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Mình chỉ cầu thế thôi, chứ đừng cầu cho mình gì nhiều quá rồi bản ngã nó lại nổi lên. Đó. Đấy về trường hợp câu hỏi thứ hai của Phật tử, Thầy Hiến trả lời như vậy. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.